Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và chiến cảnh chùa kênh Ken Vlog hôm nay nha. Kênh Ken Vlog hân hạnh giới thiệu cùng mọi người ngôi tổ đình chùa Bảo Tịnh, ngôi đại tự giữa lòng đô thị của thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên. Hôm nay mình đến tham quan cúng viếng thì cũng cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của chùa. Rất mong mọi người đón nhận và vui vẻ cùng kênh Ken Vlog mọi người nhé. Xin kính chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh du lịch và chiến cảnh chùa kênh Ken Vlog. Hiện tại thì mình đã có mặt ở ngôi tổ đình chùa Bảo Tịnh, địa chỉ cụ thể mặt tiền đường 174 đường Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, nằm giữa lòng đô thị của thành phố Tuy Hòa, cho nên chùa Bảo Tịnh đã trở thành một trong những địa điểm du lịch tham quan, du lịch tâm linh rất là nổi tiếng của người dân địa phương, cũng như thu hút được đông đảo lượt du khách và Phật tử khắp gần xa khi có dịp về với du lịch tỉnh Phú Yên mọi người. Chùa Bảo Tịnh được thiền sư Liễu Quán xây dựng vào cuối thế kỷ 17. Thì ngoài chùa Bảo Tịnh còn có tên gọi khác là chùa Cát. Thiền sư Liễu Quán thì thuộc đời Pháp thứ 35 Tông Lâm Tế mọi người ha. Thì chùa Bảo Tịnh có tuổi đời khoảng 300 năm tuổi rồi á, cho nên đây có thể là một trong những ngôi chùa cổ nhất của tỉnh Phú Yên. Được đại trùng tu năm 1962 và trùng tu lớn năm 2005. Hôm nay được trải lòng cùng không gian Phật pháp của ngôi tổ đình chùa Bảo Tịnh thì Ken Vlog rất vui, rất hân hạnh để cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp ở nơi này ha. Nằm cạnh với hình ảnh của Đức Thái tử Tất Đạt Đa và hình ảnh của Đức Phật Thành Phật là khu vực hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế đản sanh đi 7 bước trên 7 đóa hoa sen tươi thắm mọi người. Những tông tường được sơn trắng, trong nhìn khu vực này trông có vẻ rất là mát mẻ và rất là an nhiên thanh tịnh mọi người ha. Hôm nay được đến với thành phố Tuy Hòa của tỉnh Phú Yên trong một chuyến hành trình về miền Trung, về nguồn miền Trung thì mình đến tham quan cúng viếng tại các ngôi chùa. Nhân dịp này thì mình ghi hình chia sẻ cùng mọi người không gian Phật pháp của chùa luôn mọi người nha.
Bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên tay phải, nếu chúng ta đi từ cổng tham quan vào ha, thì ở đây mình thấy có hình ảnh của Đức Phật A Di Đà trong tư thế đứng cao khoảng 25 mét, tôn tượng hiện tại thì đang trong quá trình sơn lại mới ha. Bởi mình thấy màu sơn thì cũng đã cũ rồi, cũng phôi pha theo năm tháng, thì hiện tại thì đang có dàn giáo, mọi người đang có dàn giáo để chùa các sư thầy sơn sửa lại cho mới những tôn tượng, thì chắc chắn là sẽ đẹp và trang nghiêm hơn, phải không mọi người? Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn tượng rất là lớn ha, rất là đẹp luôn á. Mặc dù màu sơn đã cũ nhưng mình cảm nhận được sự trang nghiêm, nét đẹp Phật pháp của tôn tượng ha mọi người. Ở góc này thì dưới gốc bồ đề rất là lớn, rất là cổ thụ của chùa, mình quan sát thấy thì có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, trong khu vực vô cùng mát mẻ, rất đẹp và rất là trang nghiêm ha. Phía sau thì mình quan sát thấy gốc bồ đề rất là lớn, tạo nên không gian Phật pháp nơi có hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp cho năm anh em Kiều Trần Như, đẹp và trang nghiêm mọi người ha, rất là đẹp luôn ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bên trong khu vực của chùa thì mình thấy cũng có nhiều gốc sala, hiện tại thì cũng đang cho bông rất đẹp và trang nghiêm ha. Nằm vị trí này thì mình thấy có hình ảnh tôn tượng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế nhập niết bàn. Tôn tượng cũng không quá lớn, tuy nhiên mình cảm nhận được sự trang nghiêm và rất là đẹp của khuôn viên của chùa, phải không mọi người? Hôm nay được trải lòng với ngôi tổ đình Bảo Tịnh, thì trong không gian Phật pháp của chùa mình cảm nhận được sự trang nghiêm. Rất mong với những hình ảnh mà kênh vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người, trong thời gian tới mọi người có duyên đành lành thì đến tham quan cúng viếng chùa. Bởi ngôi chùa là một ngôi tổ đình có tuổi đời trên 300 năm tuổi của người dân địa phương, cho nên thu hút được đông đảo lượt du khách và Phật tử khắp gần xa khi có dịp du lịch đến với tỉnh Phú Yên mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ hướng cameraman về với khu vực tòa nhà chánh điện. Ở khu vực tòa nhà chánh điện mình quan sát thấy thì có hai tầng, những mái đao là hình rồng hình phượng, trông rất đẹp và rất trang nghiêm, cũng như nét cổ kính cho khu vực chánh điện của ngôi tổ đình chùa Bảo Tịnh mọi người, đẹp và trang nghiêm mọi người ha. Mình quan sát thấy thì những mái ngói thì đã mang đậm nét kiến trúc của chùa chiền Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung mình. Thì những mái đao là hình hoa sen, hình rồng, hình phượng, trông rất đẹp và trang nghiêm, tạo nên một vài cái điểm nhấn vô cùng độc đáo cho khu vực chánh điện của chùa. Bây giờ xin kính mời tất cả mọi người hãy cùng theo màn ảnh của Kenken Vlog di chuyển vào bên trong khu vực chánh điện để cùng trải lòng và tham quan khu vực chánh điện của chùa Bảo Tịnh, một trong những ngôi đại tự cổ tự của người dân địa phương, người dân tỉnh Phú Yên mọi người. Mình quan sát thấy thì lối kiến trúc và những cửa gỗ thì trông rất là độc đáo và rất là cổ kính ha, cửa gỗ ha mọi người ha. Màu chủ đạo là màu đỏ trầm, cho nên khi mình ghi hình thì cảm thấy khu vực tòa nhà chánh điện rất đẹp và trang nghiêm. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực tầng trệt của tòa nhà chánh điện để cùng tham quan cúng viếng. Thì mình sẽ cầm máy ghi hình chia sẻ cùng mọi người luôn ha. Vị trí kênh vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người là khu vực tầng trệt, khu vực giảng đường của ngôi tổ đình chùa Bảo Tịnh, tỉnh Phú Yên mọi người. Hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quán Tham Bồ Tát ha mọi người. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không gian Phật pháp ở nơi này mình thấy trông có vẻ rất đơn giản ha, không quá cầu kỳ. Bởi đây là một ngôi chùa cổ có tuổi đời trên 300 năm tuổi, cho nên lối kiến trúc thì trông có vẻ đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm và nét đẹp cổ kính ha mọi người ha. Ở đây thì mình thấy có hình ảnh của Chánh Giác Viên Ngộ Hòa Thượng mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Thank you.
chùa Bảo Tịnh thì do Hòa Thượng Thích Thông Hòa là trụ trì, cho nên hôm nay mình hữu duyên đến được với ngôi chùa của Hòa Thượng Thích Thông Hòa thì cảm thấy tâm thế an nhiên và thanh tịnh. Vị trí mình đang ghi hình ở khu vực chánh điện lầu 1 của mọi người. Mình xin ghi một vòng Đại Hùng Bổ Điện để chia sẻ cùng mọi người. Lối kiến trúc là cửa gỗ là chính ha, với hình ảnh của Ngài Hộ Pháp Vi Đà và Ngài Tiêu Diện Đại Sĩ ha mọi người. Nam Mô Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát. Bây giờ xin kính mời tất cả mọi người hãy cùng theo màn ảnh của Ken Ken Vlog mình di chuyển vào khuôn viên Đại Hùng Bổ Điện, khu vực tòa nhà chánh điện. Nếu chúng ta quan sát kỹ thì phía bên trên vách tường thì có rất là nhiều tranh ảnh từ miêu tả về hình ảnh của từ hình ảnh Hoàng hậu Maya nằm chim bao thấy voi trắng sáo ngà từ trên hư không hiện xuống hoàng cung vua Tịnh Phạn ha, rồi tới hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong vườn Lâm Tỳ Ni đảng xanh, rồi hình ảnh Thái tử Tất Đạt Đa, rồi rất rất nhiều đến hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong tư thế thành Phật thuyết pháp rất nhiều mọi người. Vị trí kênh Ken Vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người là khu vực chánh điện của chùa Bảo Tịnh, một trong những ngôi cổ tự của người dân địa phương tỉnh Phú Yên, với hình ảnh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, bên trái là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và bên tay phải là hình ảnh của Đức Quan Âm Bồ Tát mọi người. Khu vực chánh điện vô cùng đẹp và trang nghiêm phải không mọi người ạ? Phía trước mình quan sát thấy thì có hình ảnh của Đức Phật A Di Đà sơn vàng ha, rồi có hình ảnh của hai con hạc đứng trên mai rùa, đẹp và trang nghiêm lắm mọi người ạ. Cả ba tôn tượng Đức Bổn Sư, Đức Quan Âm Bồ Tát và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thì được sơn màu vàng đồng, cho nên trông nhìn đẹp và trang nghiêm. Mình xin di chuyển lại gần hơn nơi có ba tôn tượng để cùng ghi hình chia sẻ những hình ảnh đẹp nhất về cảnh Phật pháp của khu vực chánh điện chia sẻ cùng mọi người. Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát. Tôn tượng trông có vẻ giống bằng đồng ha mọi người, rất đẹp và trang nghiêm ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Chuẩn Đề Vương Bồ Tát. Hôm nay được trải lòng với không gian Phật pháp của ngôi tổ đình Bảo Tịnh thì cảm thấy vui vẻ, vui hơn thì mình có thể chia sẻ những hình ảnh này tới được với mọi người. Mọi người có duyên, có dịp nào đó về với khu vực Phú Yên, du lịch đến Phú Yên, tìm kiếm một địa điểm du lịch tâm linh thì chùa ngôi tổ đình Bảo Tịnh chắc chắn sẽ là một trong những gợi ý hàng đầu cho mọi người. Bởi không gian Phật pháp ở đây cũng rất là rộng lớn, có nhiều công trình điện thờ của các vị Bồ Tát thì và các Đức Phật á, thì mình cảm thấy chắc chắn mọi người đến sẽ được mãn nhãn với không gian Phật pháp ở nơi này ha. Nằm vị trí bên cánh trái, nếu từ cổng Tam Quan vào so với khu vực chánh điện thì mình thấy có điện Di Lặc Tôn Phật. Mình xin di chuyển lại đây ha, để ghi hình ảnh của Đức Phật Di Lặc chia sẻ cùng mọi người. Tôn chỉ mục đích của Đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm mọi người ha. Hình ảnh Đức Phật Di Lặc thì xung quanh có rất là nhiều em bé được tôn tượng của Ngài thì được tạc từ đá hoa cương trắng, trong nhìn đẹp và trang nghiêm. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Tôn tượng Đức Phật Di Lặc thì cao khoảng 3 mét mọi người, và được tạc từ đá hoa cương trắng như mình giới thiệu ha, cho nên nhìn đẹp và trang nghiêm, sáng bóng như thế này mọi người. Đẹp quá ha. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Một trong những công trình đặc biệt của ngôi tổ đình chùa Bảo Tịnh là hồ Tịnh Tâm với điện tháp Đức Quan Âm Bồ Tát hiện thị. Bảo tháp thì trông giống như chùa một cột quá, cho nên nhìn đẹp và trang nghiêm như thế này mọi người, thực sự rất là yên bình. Phía bên dưới đây thì mình quan sát thấy thì hồ có rất là nhiều cá ha, rất rất nhiều cá.
Có thể đây là một trong những cái địa điểm thả cá phóng xanh hay là thả đèn hoa đăng nhân những cái dịp đại lễ của chùa ha mọi người ha. Đẹp quá mọi người ơi. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ mình sẽ di chuyển lại gần hơn nơi hồ Tịnh Tâm với bảo tháp một cột có hình ảnh của Đức Quan Bồ Tát. Những cung đường mình đi như thế này thì cũng khá là mát mẻ, có nhiều rặng liễu mơ màng, thì chắc chắn sẽ là một trong những cái điểm nhấn bởi không gian mát mẻ, không gian Phật pháp vô cùng đẹp và trang nghiêm của chùa, và chắc chắn sẽ mang lại cho mọi người cảm giác vui vẻ, hưng phấn. Và khi đến đây chắc chắn mình và cùng mọi người sẽ cùng nhau niệm Phật, bởi một câu niệm Phật thì phước sanh vô lượng, và cùng hướng tới giá trị sống đích thực, sống tốt đời đẹp đạo, cùng có hiếu ông bà cha mẹ, nhớ uống nước nhớ nguồn, và cùng xây dựng phát triển đất nước quê hương mình ngày càng giàu đẹp hơn mọi người ha. Như vậy video ghi hình về chùa Bảo Tịnh, một ngôi cổ tự của người dân thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, với hình ảnh điện tháp Quan Âm Bồ Tát giữa hồ Tịnh Tâm. Cái kênh vlog thực hiện là những hình ảnh cuối cùng với video clip này. Rất mong với những hình ảnh mà cái kênh vlog ghi hình chia sẻ cùng mọi người trong thời gian tới, mọi người có duyên đủ duyên lành thì đến tham quan cúng viếng chùa Bảo Tịnh của tỉnh Phú Yên trong thời gian gần nhất mọi người ha. Cảm ơn cả nhà cùng đồng hành nhé. Cảm ơn, xin chào. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát.